Vâng, chào tất cả mọi người nhá. Chúc tất cả các bạn buổi sáng thứ bảy vui vẻ, cuối tuần vui vẻ. Hôm nay là ngày nghỉ rồi, chúng ta ăn chơi và xả stress thôi ạ. Đi bờ hồ, đi dạo, đi ăn kem cùng với bạn bè, người yêu hay đi đến một nơi nào đó xa xa một chút, tránh xa cái không khí của Hà Nội ra, của các thành phố. Nhưng mà thật sự là hôm nay tôi có một chút gì đó buồn và tiếc khi phải đăng cái bài đăng bán cái ác Phan Thế này. Thì sao? Một là một cái ác tốt viên rất là đẹp, hai là bạn ấy cũng cùng quê chơi với tôi. Đây một cái ác các bạn có thể nhìn theo nó rất là đẹp. Hôm trước thì bạn ấy lên full cho báo hai dòng, nhưng hôm nay bạn đã đổi hết sang siêu giáp, vẫn mạnh thôi. Tỷ số nó không to nhưng mà nó đam to thủy châu. Mấy cái này thì lên cũng không khó. 2, 4, 6 viên này. Thật ra là bạn ấy cũng không muốn bán đâu, nhưng mà vì rồi chứ nói thật, bây giờ tôi mà có người yêu thì tôi chắc cũng bỏ game, bỏ livestream không biết, nhưng mà chắc là cũng không chơi game nhiều nữa. Bạn ấy có người yêu rồi các bạn ạ, và người yêu của bạn ấy cấm chơi game, có vẻ như là sắp cưới rồi. Các bạn chơi cùng với Phan Thế là chúng ta có vẻ như là sắp được ăn một bữa cố Bắc Giang rồi đấy. Vâng, các bạn có thể soi qua cái ác này. Đây là lực chiến của ác. Của áp full lực chiến, không ổ giáp nhá. Đây là những cái thẻ bài vốn có của nó. Đây, thẻ bài không thẻ ổ giáp luôn. Lực chiến 231 triệu. Tôi có thể áp thêm 1-2 thẻ ổ giáp nhưng chả để làm gì cả. Đây là lực full một cái dòng thẻ cơ bản không ổ giáp của một ác. Lực chiến 231 triệu. Đây, biến hình thành công. Và sau này các bạn có thể kiếm thêm hai con này nữa để mà lên lực chiến. Đây, những con phụ kiện thú cưỡi chỉ thiếu hai con đấy thôi. Thẻ bài, châu bóng. Trước là full hai dòng thừa luôn, bây giờ full siêu sát này nó châu. Các bạn mua về các bạn có thể lên như thế này. À quên, tôi nói trước các bạn. Ác này ấy, từ khi bạn ấy mua về, bạn ấy nạp chắc cỡ 200 triệu rồi. Một tuần 6-7 triệu, một tuần 4 mấy triệu, với là những tuần lắc ăn rát mấy chục. Chắc là cũng phải cỡ hơn 200. Và tôi đoán là vậy, cỡ hơn 200. Đây, và bây giờ giá ra đi của nó là 55 triệu các bạn, 55 triệu có fix. Nhưng mà không thể fix nhiều được. Nếu mà bạn nào thực sự mà muốn mua bán nhanh hay là anh em xơi xả lời với nhau một chút ấy, thì 50 triệu ok luôn. Còn bình thường thì không fix nhiều, ông nào là hoàng hoàng ngày đó ngày kia thì không bán. Đây là ai nhanh ai gọn. Thế mà đi luôn là đúng 50 triệu chịu phí. Cho bó rát vàng các thứ thì các bạn cũng vẫn rát bình thường thôi, vừa rát vừa kiếm không sao cả. Đây mấy cái này thì cũng vẫn kiếm bình thường. Áp thì nó đây, pet rồng thức tỉnh hết rồi. Pet thủy chơi pet rồng. Pet rồng vẫn còn cái trên à? Áp này vẫn chưa thức tỉnh, cái bên trên là con rồng. Các bạn mua về rồi thức tỉnh xong, có khỉ, có xanh biếc, có rắn, rắn thức tỉnh hết rồi, có gà, có đấu trí, có mầm xanh, có thôi mấy cái này thì không quan trọng lắm, quan trọng là 2-3 con này thôi, 4 con này thôi. Đủ mấy con ngon rồi. 5 sao rồng 5 sao, manh hóa full nhá, manh hóa full bắt sạch bách luôn rồi. Để tôi coi cái nhà ma pháp xem full được chưa, tôi nghi cái nào. Vâng, nhà ma pháp full luôn rồi ạ, nhà ma pháp full luôn rồi. Đây là cấp tối đa, là cấp tối đa ma công, ma kháng tăng 10 mấy%, tăng bạo kích, bùa thú xem, bùa thú, hai viên truyền thuyết tốc độ và một viên truyền thuyết và một viên siêu việt tốc độ, còn lại là đây, còn lại các bạn có thể nhìn thấy, ngon rồi, thêm một viên truyền thuyết nữa là ngon, miếu thần full, thú cưỡi full. Chả biết lên cái gì luôn, ác này về đó là mua lên châu báu thôi. Châu báu thì cần này kia thì không có gì khó, nếu các bạn mua được cái ác này lên một ít thôi. Tăng sao thì tăng full hết hai cái rồi, còn cái này 4 sao thì chắc nhanh thôi, hai cái 5 sao rồi, full nhấn 7 rồi. Thế là tôi mua cái này về tôi đây chỉ biết lên cái này thôi, những cái khác thì lên chả biết lên cái gì nữa. Vâng, vũ khí thì ngon, có hết công khí ngon nhất rồi. Các ông buồn buồn, các ông đi kiếm con hạc tiên đây này, đi đấu trường hạc tiên có rồi.
Thằng kia này đi đấu trường, đấu trường không gian hàng ngày. Có đồ các bạn vừa coi, bây giờ coi cái nhà Pháp full rồi, bây giờ chả biết coi gì, đi bắn nhau ván trận nhá. Ra thử đi bắn nhau trận, hơi buồn một chút nhưng mà thôi, bạn ấy bán nghỉ game được cũng mừng. Để tiền mà lấy vợ, sinh con, xây nhà, xây cửa. Đây là con khỉ. Bye bye đây. Oh, gặp bạn Quốc Anh à, tèn tèn tèn. Quên không cầm rồng đi solo à. Đấy, các bạn muốn lên to, sau này các bạn lên mấy viên này, nhưng bây giờ siêu sát là đủ rồi. Bây giờ sau này các bạn lên một chút viên công và một chút viên nhanh là được. Siêu sát là quá nhiều, siêu sát lên bằng mấy hai viên sau bó hai dòng mới lên một viên siêu sát. Mới đi ván này đã gặp ngay cao thủ đầu mưng mủ luôn. Đào đấy. Đúng phải đào nó chưa sao đấy. Ai à, chết tui rồi. Rơi rồi. Ồ, rơi rồi, hay lắm. Ui, hồi vãi trưởng luôn. Và nó mở băng nhá, mở à, mở vàng mít với một tia pro chicken 07 đã online. Con dọc này nó hồi khỏe phết, chắc phải đam 3-3-4-4 thôi các bạn nhỉ. Đam 1-2 này không ăn thua, đam thì to hơn thật nhưng mà nó hồi khỏe. Ô oh, xịt rồi. Đây là bàn tay rồi, có là bàn tay đây rồi, lại tê rồi. Đào trước, đào lỗ. À, à xuống đây khiêu chiến này. Nhanh 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 chứ. Ôi, miếng kháng rồi. What? Ai chơi thế? Đùa nhau à? Thật lag quá. Nó mất mất bầu. Băng ai? Băng lấy bầu chứ. À miếng sáng keo. Hay lắm. Rồi, có bầu rồi kìa. Rồi. Đùa, hồi khỏe. Lag quá các bạn. Vui quá. À băng rồi, hay đấy. Rồi lỗ máu rồi. Ôi, cái gì vậy? Đùa nhau à? Chết mất. Ôi trời. Ôi giời, làm gì này? Tôi giờ không biết làm gì luôn ấy. Bây giờ tôi bâu thử xem chết các bạn nhá. Thật ra không biết, tôi bâu thử xem chết không. Bâu thử xem. Tôi nghĩ là chết đấy. Hồi vẫn chết đấy. Thử nhá. Ủa? Đùa à? Bâu đơ luôn rồi các bạn ơi. What the hell? Đùa à? Cái quái gì này? Alo anh em. Ô mai. Hồi mắt nhỏ đơ luôn rồi, chết mất. Vâng, đại khái là như thế. Giờ pô chắc là chết, tôi còn một tí máu kìa. Tôi pô xin giáp chắc phải hơn 20k một tia thì họ hồi cũng không sống được. Nếu các bạn mua thì liên hệ qua số điện thoại của mình nhá, 0169264091 Trần Văn Đức. Các bạn search ra Facebook Trần Văn Đức đấy, Trần Văn Đức lỗi buồn ô biên đấy. 01692 640921.
Vâng, chúc các bạn coi clip vui vẻ, cuối tuần đi chơi vui vẻ nha. Hẹn các bạn vào buổi tối livestream tiếp tục. Tự nhiên nói đồ nên tôi tắt luôn. Làm một cái clip này giúp đồng bọn lấy vợ thôi. Bye bye các bạn nha. Các bạn nhớ like clip. Bye bye mọi người. Thank you.